ơi. Hi, hello, xin chào tất cả các cô, chú, anh, chị và các bạn. Rất vui được gặp lại các cô, chú, anh, chị và các bạn trên kênh của ba Michael. Giờ mới vô cái nó mưa rồi nè bà con. Ba Michael phải trốn vô đây. Mưa. Rồi, các cô, chú, bác xem mưa ha. Trời ơi, trùng hợp quá bà con. Cái căn nhà này nè bà con, hồi xưa đó là hãng thâu băng gì đó. Đó bà con có bác xem nè, ở Sài Gòn mỗi lần mà mưa cái người dân người ta một là tấp vô lề, hai là dừng lại mặt không mưa. Mưa này là chắc có vẻ là bà mẹ gọi đoán giống như không biết là mưa mây hay là mưa gì đây. Hôm nay là ngày rằm tháng giêng. Mọi người ta đi chùa đông lắm. Bà mẹ gọi đoán nè, đây là chắc chỉ là mưa mây thôi, không có lớn đâu. Thấy nó ào xuống kiểu nhỏ nhỏ rất hào. Sáng giờ không biết là có các cô chú anh chị và các bạn nào đã có cúng chưa bà con đó. Hôm nay là người ta cúng dữ lắm á, công ty doanh nghiệp hay gì đó đều có cúng hết. Cái này là cái hãng thâu băng gì mà lợi lợi bà con, là mày còn không nhớ nữa. Bác nào có nhớ bác chị nhắc lại giúp bà mày rồi chứ. Bây giờ người ta đang xây lên một cái tòa nhà gồm có 1, 2, 3, 4 lầu, tòa nhà 4 lầu, 1 tầng trệt. Nếu mà tính theo tầng là nhà này 5 tầng nha bà con. Wow, mưa lớn ha. Đường phố Sài Gòn mưa. Tháng 7 Vu Lan này là tháng 7 mưa ngâu á bà con. Mưa tầm tã luôn cho coi. Mà
đứng đây mà cho bà con các bác xem cảnh này chắc các cô chú bác chắc chán lắm ha. Thôi giờ để ba Michael ngồi đục mưa thì để ba Michael ốp máy rồi lát nữa ba Michael tạnh mưa rồi ba Michael dẫn bà con các bác đi tiếp nha. Xin thưa bà con các bác, đúng như ba Michael nói không? Mưa chút xíu à. À, khoảng 5 phút à, đã tạnh rồi. À, giờ mình đi tiếp nha các bạn, con các bác. Rồi, hiện tại ba Michael đang ở đây là số 308 đường Cách Mạng 28. Bên tay trái này là trường Mẫu Giáo Thiên Thanh nè. Trường này hồi xưa trước năm 75 nó có tên là trường Thánh Mẫu của tu viện Mến Thánh Giá Gò Vấp đó bà con. À, giờ mưa ào cái bây giờ nắng nó lên nè. À, Sài Gòn là vậy bà con. À, nắng mưa thất thường. Bên đây phải này là câu lạc bộ Lan Anh. Nơi đây hồi xưa trước năm 75 là trại Lê Văn Duyệt các bà con. Hay còn gọi đó là Bộ Tư lệnh Biệt khu Thủ đô á, là đóng ở đây. Ở đây có nhiều cái trường mẫu giáo lắm nè, trường mầm non nè. Mới mưa tức thời xong bà con bác thấy không, giờ nắng lên là người dân là chưa kịp mặc cởi áo mưa luôn á bà con bác thấy không. Rồi trong cái video này ba Michael sẽ không chở bà con cô bác ra Sài Gòn ha, mà ba Michael sẽ chở bà con cô bác đi qua chợ lớn. Ôi chà, cái mùa này là mùa tháng 7 nha bà con, là ở ngoài Sài Gòn mình đó là nhiều cô hồn lắm nha bà con, cho nên đi đứng cẩn thận, mọi người dễ nóng giận lắm. Bên đây phải này là quân vụ thị trấn nè. À, ở đây là công trường dân chủ. À, thì ba Michael sẽ quẹo xuống đây. Con đường này là con đường 3 tháng 2. Hồi xưa là đường Trần Quốc Toản. Ở đây có một cái ngôi chùa rất là lớn. Rằm tháng 7 này là mình chỉ đi chùa thôi nha bà con. Người dân Phật tử người ta đi chùa nhiều lắm. Thì ngôi chùa Việt Nam Quốc Tự này là một cái ngôi chùa lớn ở Sài Gòn. Mà tự nhiên nghe cái tháng cô hồn này nghe thấy ghê quá bà ha. Bây giờ ba Michael thấy trên Facebook bây giờ nó cứ nhãn nào tháng cô hồn, giật cô hồn. Cái tập tục phong hóa hồi xưa nó bây giờ càng ngày nó càng biến tướng nha, ghê lắm rồi đó. Hồi đó vào cái mùa này nè, người dân ta cúng kiến á, người ta có một cái tập tục tín ngưỡng là cái mùa này là giống như là mùa mà nói chung ba mày còn cũng không biết nói thì sao, nói thì sợ nói tầm bậy tầm bạ, nói công rồi đâm ra cái mình không hay. Nhưng mà cái ý của ba mày gò nói với bà con cô bác mà hồi đó cúng mấy cái câu hồn này nè, thật ra nó chỉ là con nít thôi nha bà con, người ta nói gọi là nít quỷ. À, trên cái mâm cúng câu hồn mới đôi vần đôi lớp nó chỉ là những cái miếng bánh, miếng kẹo, khúc mía,
bánh kẹo Phúc Mía. Hồi đó cái tuổi 30 rồi, xin thưa bà con, bác 30 cũng là cô hồn nè. Vui lắm, đến mùa này là vui lắm, nó giống như là đi lễ hội vậy đó. Rủ nhau đi giật cô hồn. Mà thật ra đi giật cô hồn đâu có phải giật gì bà con. Giật mấy khúc mía về ăn nè, mấy cái bánh nè. Đó, chỉ vậy thôi bà con. À, một cái nét tín ngưỡng nó cũng là một cái nét đẹp luôn á. Nó giống như một cái văn hóa giật cô hồn để cho cái tụi con nít vô ba mấy cồ. Rồi xong giật về, khoái nhất là mấy khúc mía đó, ngồi đó mà cạp mà ăn. Ngon lắm mà. Và nhiều người người ta lại có quan điểm rằng là thôi nhà nào mà có cô hồn giật nhiều á là nhà đó là mang phát tài phát độc đó, cứ thế. Cho nên là mà đa phần là ít không mà. Rồi sau này ba mấy gò không hiểu, nó biến tướng nhiều quá, mà hình như là biến tướng đầu tiên là ở ngoài khu giật cái người Hoa Chợ Lớn đó bà con, những cái tay mà nhà giàu đại gia đó. Tại vì người ta có một cái phong tục là cứ cô hồn nào mà lợi giật nhiều á là làm ăn phát tài, thành thử ra mà để mà nhiều á thì xin thưa bà con cô bác, cúng ba mấy khúc mía khúc bánh đó, ai làm lại tại chỗ nào mà không mía bánh như nhau hết thì có gì đặc biệt. Thế là họ mới sáng chế ra cái là rải tiền, chơi tiền thiệt nha bà con, chứ không phải tiền âm phủ đâu nha. Đó là nơi nào mà có rải tiền thiệt cái là bắt đầu là dân nghèo, bắt đầu là dân nghèo là khoái bà con. Trời ơi, tranh đi ra đi dạo vòng vòng đó, ra khu Chợ Lớn. Hồi đó cứ quan điểm rằng là cứ ra khu Chợ Lớn là đi giật tiền thiệt à, cứ ra đi đó là đi lụm tiền á, cứ từ tao băng tiền dữ lắm. Mà đó ba mấy con nói thật chứ ba mấy con không có khái niệm mà đi giật tiền, mà từ cô hồn mà có tiền á bà con à, nó biến tướng từ ở ngoài khu Chợ Lớn đó. Rồi bắt đầu cái nhà này bắt đầu nó gom được, bắt đầu cái lần sau bắt đầu cái nhà khác nó chơi luôn, bỏ ra có chút xíu tiền mà. Khu Chợ Lớn toàn là khu đại gia không có nha bà con. Ôi da trời ơi, ôi da, cái miệng cống này nó nguy hiểm quá, nó trơn lắm nha bà con. Ai không biết ai thiết kế cái nắp cống này trời. Mất hết một khoảng đường, chạy xuống đây nguy hiểm quá. Nó trơn cái bánh dữ lắm đó nha. Rồi đây là chùa Việt Nam Quốc Tự nè bà con. Rồi sau này á, vì do có tiền thiệt đó bà con, thế là cô hồn lớn ăn hiếp cô hồn nhỏ. Bà con có bác biết tại sao ba mấy cậu nói vậy không? Hồi xưa là đi giật cô hồn mà chỉ có đám nít cho choi vậy đó, đó đi giật. Còn giờ mấy người lớn đi giật, thậm chí là cái thành một cái nghề luôn. Thiết kế nào là quần rộng này nha, rồi có giật bắt tiền này nha. Trời ơi, tao nói nó biến tướng ghê, kinh khủng ghê. Hay quá, kiểu mà đúng nghĩa là cô hồn đói á bà con. Cô hồn đói khác mà đi giật y chang luôn. Ba mày còn nói thật, đâu cần mà thấy cô hồn đâu, giờ ra đường mà vào cái mùa này, ngày nhất là ngày hôm nay nè bà con, quá sẽ thấy. Trời ơi, y chang cô hồn luôn á, đói khác dữ. Tự nhiên mình một người bình thường không muốn, cái tự nhiên mình hóa thân thành cô hồn sống. Đó là một cái văn hóa, một cái lễ hội nó biến tướng lắm nha bà con. Bà ba mấy cô thì nói thật chứ ba mấy cô không thích cái này bao giờ. À, nói nào ngay ba mấy cô nói qua nói lại với gia đình của ba mấy cô hồi xưa cũng vậy bà con. À, lúc mà ba mấy cô cưới vợ về á, ba mấy cô cũng thấy vậy á. Nhưng mà từ từ cái bỏ bớt rồi. À, bây giờ hầu hơn không còn, bây giờ là gia đình ba mấy cô cũng cúng như mọi năm, vẫn là mang buôn bán vẫn cúng, nhưng mà thường là làm món cơm gà Hải Nam rồi bánh trái rồi mía kẹo gì thôi, chứ tuyệt đối không cúng tiền. Rồi con đường này, đường Lê Hồng Phong này, hồi xưa đây là cái cổng trại nè bà con. Đó, không phải cũng chạy đó, đây hồi đó là đây vẫn là cái con đường nè, mà đi vô trong đó là phía sau đó là hồi xưa đó là cô nhi viện Quách Thị Trang á bà con. À, con đường bên kia là đường Lê Hồng Phong á, hồi xưa là bên Chức Ký, đó là bến xe đó. À, bà con bác ngắm nhìn cái ngã tư đường Lê Hồng Phong với lại đường 32
Hồi xưa đây là ngã tư Bê Chút Ký với lại đường Trần Quốc Toản. Đường này đường Lê Hồng Phong. Rồi, con đường này là ngã 7 Lý Thái Tổ, giờ 30 cầu quẹo qua đường Ngô Gia Tự. Wow, đông xe ha. À, con đường này đường Bà Hạt nè, hồi xưa đây có cái chợ, chợ này người ta gọi là chợ Bà Hạt. Bên kia là đường Trần Nhân Tôm. À, có một bạn nói ba mẹ đồ là đúng không ta? Đúng rồi. Hồi xưa có một bạn nói ba mẹ đồ là nhà của bạn ấy ở đâu đây nè, trên con đường Trần Nhân Tôm này. Giờ mình đi con đường Trần Nhân Tôm về đi. Bạn ấy nói là cái nhà bạn ấy bây giờ nó là gì á mà giờ quên mất tiêu rồi, ba mẹ cô quên rồi. Phải phòng khám không ta? Để kiếm thử rồi có phòng khám nào. Đây là sản phụ khoa trời. À, đây là phòng khám nè, chắc để phòng khám sản phụ khoa này đó ta. Không phải đâu. À, bên tay phải bà Michael đây, hồi xưa có cái trường công tác xã hội. Làm hồi xưa làm công tác xã hội là cũng có một cái trường luôn nha bà con. Trưa hôm nay bà con cô bác mà có muốn ăn thì cứ đi vô chùa nha bà con, vô bất cứ chùa nào cũng vậy á, hôm nay là được ăn miễn phí. Hôm nay là một cái ngày đặc biệt, đi tất cả các ngôi chùa luôn, người dân được miễn phí, thậm chí được phát gạo nữa. Chiều nay 3 giờ, ba mẹ còn nhớ không lầm là chiều nay 3 giờ là coi như là được phát gạo miễn phí nữa. Hôm nay là ngày cuối rồi nè, 14 và hôm nay 15. Tối nay về ba Michael cũng sẽ dẫn mấy đứa nhỏ cho nó đi chùa. Đó, bán mía đó kìa ha. À, bên phải là trường Nguyễn An Ninh.
Trời, chỗ này đã không có chỗ đục đó trời ơi. Trời ơi, mưa lớn ý. Rồi xong. Rồi ơi, đứng đây đục. Trời ơi, nó ào xuống eo. Bên kia xưa là ở quán ăn người Tàu á bà con, giờ thành Highland Coffee rồi. Chịu nổi không? Cái ào xuống chơi vậy đó. Ở đây là góc đường Trần Nhân Tôn với đường Hùng Vương. Hôm nay bà con bác bà mình rồi đang đứng trước cửa nhà, số nhà này là số 4 đường Hùng Vương. Ủa như nó tạnh rồi đó. Mà vui nha. Rồi. Mình đi tiếp nha bà con. Tạnh rồi. Đây là một cái sự bà con có bắt thấy bất ngờ không? Đó. Mưa ở Sài Gòn là vậy bà con. Ào xuống rồi đó. Rồi xong giờ tạnh rồi đó. Bây còn chưa kịp nói gì luôn á. Giờ không còn một giọt luôn. Nãy ba mày còn đang đực dưới số nhà số 4 đường Hùng Vương. Không, số 4 đường Nguyễn Chí Thanh. Đây là nhà hàng chim rừng hồi xưa ba mày còn nhớ, đây là cái quán cà phê. Xe này xe quạt tải nè, xe chạy bánh tre. Xe này là đi về Mỏ Cày á bà con. Mỏ Cày hay Chợ Lách gì đó. Bên đây là công viên Hòa Bình. Trước mặt bà con bác đó là chùa Giác Ngộ. Thưa bà con bác, chùa này là chùa này của thầy Giác Ngộ, của thầy chùa Giác Ngộ này là của thầy thầy Nhật Tư. Buổi chiều khoảng 3 giờ là có phát gạo đó bà con. Bên đây phải ba mươi cầu đây, hồi xưa đó là trường mù Nguyễn Đình Chiểu rồi không? Trường này là trường mù Nam. Trường Nam mù. Giờ sơn màu đỏ chót luôn nè. Bên đây con đường này là đường Ngô Gia Tự nè. Xin thưa bà con bác, con đường này hồi xưa đó là con đường Minh Mạng. Bên tay phải này cái công viên này, công viên này có từ thời thập niên lâu lắm rồi đó. Hồi đó cái thời mà lúc mà Sài Gòn vừa mới có cái truyền hình đó bà con, là công viên này có một cái truyền hình ở đây để mở cho người dân xem. Cứ mỗi buổi tối là có cái ông mà giữ công viên ông ra ông bật cái tivi lên. Rồi khu này là bên tay phải ba mày rồi, đây là cái khu cư xá công chức nè. Rồi bên đó là cái mảnh đất trống của nhà thờ. Nơi đây á, là vào đầu thập niên năm 70 á, là nơi đây là cũng có mấy cái thương phế binh Việt Nam Cộng Hòa đó lấn đất bắt đầu xây nhà ở đó. Ở đó rồi sau này cũng bị chính quyền kéo giật sập hết luôn. Rồi
bên tay phải 30 gồ đây là đại học Xá Minh Mạng nè. Bây giờ đó nó là đại học dành cho những sinh viên đại học y dược á. Rồi đây là nơi mà ở của các bác sĩ á, ở dưới tỉnh lên Sài Gòn học mà không có chỗ á, bác sĩ tương lai đó. Rồi bên đây là nhà thờ Thánh Nữ Văn Đa nè, hay còn gọi đó là nhà thờ Ngã Sáu á. Còn bên tay phải này trung tâm giáo dục thường xuyên nè, Chu Văn An. Trường này hồi xưa là nổi tiếng lắm nha bà con, trường này được gọi là trường Bưởi. Rồi hồi đó ngay góc này nè, cái khu khoảng đất trống ngay góc này nè bà con, vào năm 1968 á, thì nơi đây là nơi để cho đồng bào người ta di tản, người ta vào người ta ở sau vách tường này nè bà con. Lúc đó là dựng lên mấy cái liều giải chiến á, sống đỡ sống tạm qua ngày, chờ nhà nước phân bổ nhà thì sau đó. Còn nhìn qua bên đó đó, hồi xưa đó là chẩn y viện đó bà con, chẩn y viện quận 5. Rồi cái tòa nhà tròn tròn kia kìa, nơi đó là trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đó. Rồi kế bên trụ sở của Tổng hội Sinh viên Sài Gòn đó là tòa hành chính quận 5. Rồi cái tòa nhà trước mặt bà con cô bác á, đó là nhà của ông Đại tướng Cao Văn Viên đó bà con. Bây giờ đó là nhà thiếu nhi quận 5. Còn đây là trung tâm huyết học nè, nói là chuyên về máu á, giống như là tiếp huyết á, và đó người ta gọi là tiếp huyết á. Đây mình sẽ xi nhan nha, không hồi qua là cũng mang lụm mà. Tài xế đây đậu là phải ngồi trên xe nha bà con. Bỏ xe xuống đi cái là lãnh giấy phạt về đó. Rồi bên tay phải này là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè. Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này là coi như là bệnh viện Phạm Ngọc Thạch này là nhà thương Hồng Bàng đó bà con. Đúng không? Đúng rồi, nhà thương Hồng Bàng. Đường này đường Nguyễn Kim nè. Và bên kia đó là Đại học Y Dược. Chở bà con cô bác đi vô đây rồi. Bình thường là ở đây là mỗi ngày đều phát cơm từ thiện cho bệnh nhân ung bú á bà con. Hay là bệnh nhân ở dưới tỉnh lên đó người ta cần cơm á. Thì hôm nay là cái ngày trọng đại mà toàn người dân ở Sài Gòn này là đi vô chùa hay là gì đó cũng được ăn cơm miễn phí nữa. Ngày hôm nay là ngày trọng đại lắm nha bà con. Ba mày còn nói thật. Ngày rằm tháng 7 đó. Thì mình đi ngang qua đây thử coi hôm nay ở đây người ta còn phát cơm không. Chứ còn đường này là nó phát cơm ghê lắm. Ủa? Xin thưa bà con có bắt nó là trái ngược hoàn toàn ý cũng có ba mấy cầu suy nghĩ ha. Sao con đường này bây giờ không ai được phát cơm ha. Rồi xong. Cái kỳ vậy ta, bình thường ngồi tràn lan luôn á, mà trưa nay thì tới giờ cơm rồi mà tại sao mà ở đây người ta không phát cơm cho họ ăn ta? Đó rồi, những người ở đây sao ta, chắc họ đói lắm á, chắc hay là hôm nay là do là người dân người ta đi vô chùa người ta ăn miễn phí rồi cho nên là ở đây họ không phát nữa. Giờ này là giờ mà phát đáng lý là phải phát cơm nè. Tầm 11 giờ trưa hả bà con ha. Bữa giờ ba mấy cô lâu lắm rồi cũng không đi cái con đường này. Không có ai ngồi lấy cơm luôn. Ồ.
rồi xem phim. Giống này nó hết phát cơm rồi bà con ơi. Con đường này là con đường Lương Nhữ Học. Giờ mình quẹo vô. Giờ ba mẹ sẽ chở bà con bác đi dạo vòng chợ lớn nha. Rồi bên tay phải ba mẹ gọi đây là con đường Lão Tử nè. Ở đây có một cái hội quán gọi là hội quán Ôm Lăng. Rồi rồi đông ghê chưa. Ơ chết nó ào xuống mưa nữa kìa bà con ơi, chết rồi. Giờ ở đây làm sao mà trốn. Mưa Sài Gòn ngủ quá. Trời ơi bà con cô bác ơi. Trời ơi hội quán Ôm Lăng chùa Quan Âm chết rồi, phải chạy nhanh nhanh kiếm chỗ đục mưa. Ở đây toàn là chỗ để xe không à, chết rồi chết rồi. Trời ơi bây giờ biết trốn mưa ở đâu đây. Ây da. Ê, đây là ngân hàng, những lẽ mình đút vô mình chụp mưa không được. Ui, mưa Sài Gòn ngộ quá vậy. Ngộ quá. Trời ơi, cho qua đi, không có áo mưa. Rồi, xin thưa bà con cô bác, để ba mẹ cậu ghé vô chỗ này đục mưa nha. Vô cái building nè, building Trường Thành. À, mình ghé vô đây, mình tạm thời mình đục mưa chút xíu. Trời ơi, bên trong tới thui à. Cái building này nè bà con à, hồi xưa này đây là nơi đóng quân của quân đội Úc nè. Ô, hết mưa rồi. Ôi, còn mưa. Quá bự. Mưa. Ở bên kia xưa là Rapitory đó mà. Bên đó là Victory. À, cái building này hồi xưa nó còn có tên là Canberra đó bà con. À, cái tên của thủ đô của quân đội Úc á. Mấy cái này giữ nguyên như hồi xưa luôn nè, từ mấy cái viên gạch luôn nè bà con. Nha bà con quá ha. À. Nha xe đã đi rồi. Hồi đó ba mẹ còn có một cái tấm hình đó là quân đội Úc đứng trong đây đứng canh ra nè. À, đứng hướng ra vậy đúng nè. À, ba mẹ còn có một cái tấm hình ha. Ở đây bà con bác có tưởng tượng là một cái hàng rào lưới. Cái con đường đi vô là cái chỗ cái xe đỏ đang đậu á. À, đó là cái đường là đường đi vô đó. Rồi ngay chỗ cái gốc xe này nè là có một cái bơ ụ gác ở đây. Đó là lính ở đây nè. Ở đây là có cái hàng rào. Đó, rồi đứng ở đây nhìn ra.
giờ mưa nè. Độ ghê á, hôm nay đi quay phim mà bị mưa quá trời luôn. Mưa liên tục. Đây là con đường này, là con đường Châu Văn Liêm, hay còn gọi đó là Tổng Đốc Phương đó bà con. Trời ơi, mưa lớn luôn. Rồi, mưa lớn rồi. À, mưa trên con đường Châu Văn Liêm. À, bác thấy không? Người dân ở Sài Gòn hôm nay không biết quay bao nhiêu cảnh mưa cho bà con bác xem luôn á. Đáng lý là bà còn mặc áo mưa về đó chứ, nhưng mà đang quay phim mặc áo mưa đâu quay được đâu. Mà mưa này lớn á. Bà con có xem hai con đường Châu Văn Liêm, mưa gió tầm tã. Toàn người dân người ta mua vé số kìa. Chú ra mua vé số. Trời ơi, mua lần một lắc luôn mà con. Ở Việt Nam này mua vé số mua lần lắc một lắc vậy mà con. Một lắc 12 tờ. Người dân bên đây người ta đục mưa nè. Qua lại hơi chán lắm, để lát nữa khi nào mà hết mưa rồi ba mày còn đi quay tiếp nha bà con. Tình ơi bà con bác, hiện tại ba mày còn đang góp mặt ở đây nè bà con, ở thương xá Độc Khánh. Đây là chợ Xoái Kình Lâm, bên đó hồi xưa là nhà hàng Xoái Kình Lâm đó. Và có một cái nhà Phùng Hưng Hãng năm nào cũng vậy bà con, là họ đều lại đây họ cúng lớn lắm cái Phùng Hưng Hãng này nè. Cho nên năm nay ba mày cậu quyết định là sẽ đứng đây quay cho bà con cô bác xem. Có rất nhiều các YouTuber ba mày cậu thấy cũng vậy. Và ở đây là hầu như là đến hẹn lại lên thôi, năm nay là mọi người bắt đầu quay về. Rồi, xin thưa bà con các bác, ba mày gồ sẽ đi bộ qua đây quay cho bà con các bác xem. Hình như ở trên mở cửa nè. Đây cái lực lượng hùng hậu nè bà con. Rất là nhiều, ba mày còn thấy có mấy nhà báo xuống đó kìa. Đây. Cái gì? Đây. Trên đây cúng cái gì để ba mày còn coi coi. Có khoai lang, đậu phộng, mía, chôm chôm. Cốc gạo nha. Đây là bác xem nè. Cảnh này là cảnh dịch của hồn. Có đài, không biết có đài không ta, thấy cái máy quay chuyên nghiệp. Cái phần để cho các bạn coi cô bác thấy chưa. Chụp hình với gia bội lên để chạy lên báo, lên báo. Phá
phát hả? À phát hả chứ không phải dịch ha. Ok, được. À, rất nhiều máy và mọi người đang thấy quay livestream đây rồi đó. Giờ đang đập phá xếp máy hàng đây à. Ê, gì đây gì đây à, rớt rớt cây nhang càng về chiều á, không khí ở đây càng trở nên nóng nhiệt nha, tại vì bây giờ đang nằm hôm nay ba mày còn thấy là năm nay là phát nè, tuyệt vời. Đúng đang cầm tiền ông chủ bắt tiền. Chỗ đang cầm tiền chuẩn bị bán chờ. Phát tiền nha bà con, chứ không có dịch nữa. Thành thử ra mà ai cũng có phần. Thì mỗi năm á thì anh chủ thì phát gãy ra, nhưng mà hôm nay chắc có lẽ là sợ mất an ninh trật tự nên là anh chủ sẽ phát từng người nha. Bởi vậy đảm bảo là ai cũng sẽ có phần hết. Lát nữa là giết chủ à. Giết chủ. Đang lớn rồi. Ở ngoài kìa. Ở ngoài có, ở ngoài xếp hàng, ở ngoài có những cái lũi ở đây. Ồ, có hai người vô trong hả? Có hai người chen vô kìa. Đó, tình hình là ba mẹ gồ thấy thấy bắt đầu là có dấu hiệu. Đây là không khí nhờ nhờ trở nên nóng nhiệt hẳn rồi. Bắt đầu nóng nhiệt rồi. Vậy sung lên. Bắt đầu sung rồi bà con. Đây, bây giờ thấy là không đúng trong đó. Đông rồi. Đông. Càng ngày càng đông. Đi ra ngoài nè, ở trong đấy có đâu nè. Đi ra ngoài. Đâu phải em chạy. Đây, canh me cho xin khúc mía. Xin khúc mía cho xin khúc mía đi. Rồi cho xin khúc mía. Rồi. Rồi cho xin khúc mía. Rồi ok. Mới nhất.
ông chủ đi vô luôn, khỏi phát. Ông chủ đi vô luôn rồi. Phát tiền trước. Đó, bắt đầu kìa. Rồi, bắt đầu lấn vô rồi, lấn vô rồi. Lấn vô. Vậy là bị vũ rồi. Bị chỗ đánh là đúng rồi. À, lên lầu hả? Lên lầu này đánh lạc hướng dữ ha. Xin thưa bà con cô bác. Ở đâu đây? Quyết định là phát hả? Phát hay rải đây? Không thấy gì hết. Càng lúc 30 rồi thấy càng đông nha. Hồi hộp quá. Không biết bên nào đây. Trời ơi, chơi nguyên cái dạng kia luôn. Đem đồ chơi ra rồi kìa. Xin thưa bà con, ba mày còn thấy cái đồ chơi ra rồi. À, tình hình rồi chỉ hết con đường đến nhà mình nữa thôi. Đó. Đó. Ông chủ bị lau tay rồi. Không cảm nhận không biết ý nghĩa chủ như thế nào rồi. Chưa có đấu được. Chạy gì vậy? Tiền bay cả xe luôn. Trời ơi. Tiền bay phấp phới mà sao có chút xíu vậy? Nhiều đợt. Nhiều đợt hả? Hình như đi xe đó máy chạy nữa mà hả? Ồ. Ít quá, chưa thấy đã. Ba mày còn thấy tiền bay nhưng mà thấy chưa đã. Có chút xíu à. Ngã xe luôn. Ba mày còn thấy là bắt đầu trời cũng đang chuyển mây đen rồi bà con. À. Bây giờ nên phát lẹ lẹ chứ hồi lát nữa kẹt xe mấy đứa đi học ra nữa nha. Kìa, chạy đâu vậy? Kìa, lẹ luôn. Wow. Đúng đây. Chết cha ngã xe luôn rồi.
khách luôn. Ờ, nó chạy xe á. Bị nguyên đám tóm hai thằng đó lại. Đó, hai cái chạy gái đó. Đó, đó, đó. Có lượm được đồng nào không? Trời ơi, cái tội nghiệp cho cái con bé Shopee. Rớt luôn kìa. Bên đây kìa. Bên nào nữa? Trời ơi, gì đây? Cho dưới taxi qua đi. Bên nào ở đâu? Sao chạy qua chạy lại nhức đầu quá vậy? Ở đâu? Trời ơi, chạy qua chạy lại nhức đầu quá. Giờ mà mưa ào xuống cái là vui luôn. Mưa đang lớn. Thôi phát đại đi cho người ta về. Mưa rồi. Nói nghe chuyện gì? Nói lớn đi cho ta nghe chứ. À bê. Tội cho mấy chiếc xe chạy ngang qua hốt luôn. Ủa sao thấy tặng đi tay không vậy? Không ai lượm được cái vậy? Bỏ túi hết hả? Ủa chạy qua đâu vậy? Thấy khó giật quá. Chú vẫn ra giật cho kêu ra. Nguy hiểm luôn. Đè dẹp lép luôn á. Chạy đi rồi. Anh em đây nói với bà con là mọi năm á là cái chỗ mà Phùng Hưng Hãng này là phát tiền nhiều nhất nha bà con. Giờ mọi người giờ đang trời đang mưa, giờ đang chờ cái ông chủ bên kia. Mưa rồi. Cô chú anh chị và các bạn ơi. Mưa bắt đầu là mưa lớn rồi. Tình hình giờ sao ta? Trời mưa rồi. Chuyện gì sao lại chạy nữa? Mưa rồi, chạy đi chỗ khác rồi. Đi đâu, qua đâu? Kìa. Wow. Trời nước kìa, trời ơi. Quá trời, trời ơi. Trời ơi, té luôn. Trời ơi. Bắn luôn. Wow.
hình như là tờ 10, 10 ngàn với 20 là nhiều. Trời ơi, dân học. Mưa bắt đầu đã mưa rồi bà con, bà bây giờ thấy mưa rồi. Và bây giờ mưa càng lúc càng lớn rồi. Chết cha. Mình là Lê Thanh Đức Hưng, biệt danh là Ba Michael. Cả nhà nhớ bấm subscribe ủng hộ kênh mình nha. Bye bye, tạm biệt.